Vâng, đồng hồ cổ Hùng Dâu xin chào toàn thể các bác. Như thường lệ thì em sẽ lên một số mẫu đồng hồ Liên Xô, nhưng mà hôm nay đặc biệt em có một chiếc vật phẩm độc đáo. Bởi chúng ta thì cũng không còn xa lạ gì với những cái vật phẩm như thế này. Thường ngày chúng ta sử dụng. Đây, xin mời các bạn cùng xem nó là cái gì ạ. Đây là một cặp thìa bằng bạc đúc 875 bọc vàng của Liên Xô các bác nhé. Hộp nguyên bản hộp Liên Xô, một hộp gồm 6 thìa, chiều dài thìa là 11,5 cm. Thìa này các bác cứ dùng làm được cu cà phê thì rất là đẹp, vì chiều dài nó là khá là ok với một cốc ly cà phê. Chiều dài là 11,5 cm. Bên đây có chuyện các bác có thể do chiếc ngôi sao của Liên Xô này, ngôi sao bạc 875, hai chuyện liền. Và đây là từng họa tiết đường nét, nó là sơn men đó. Sơn men màu xanh là trời, màu xanh lá cây, và họa tiết rất là đẹp đó. Rất là mới các bác nhé. 6 chiếc một hộp của bộ. Ta biết cái dòng đồ bạc này thì dùng rất tốt cho mọi thứ rồi. Rồi ngày xưa thì vua quan ngày xưa thì người ta tầm dùng vàng và dùng bạc. Đó. Rất là tốt cho sức khỏe. 6 chiếc như nhau cả. Bạc Liên Xô ngày xưa là cũng khá là hiếm rồi các bạn. Sáu mũ chiếc, một hộp nguyên bản và rất là đẹp. Vậy các bác nào quan tâm đến sản phẩm thìa bạc đúc của Liên Xô bọc vàng thì liên hệ Facebook Zalo số tận em là 0969966612. Rồi em xin cảm ơn mọi người đã xem video này. Gặp lại mọi người ở video tiếp theo ạ.